Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn món đậu phộng rang mắm tỏi. Cái món ăn này mình có thể mình làm cho mấy ông lai rai nhậu vài cái lon bia, hoặc là các chị em gái mình có thể mình ăn vặt, rất là ngon. Và cái món này mình làm rất là dễ. Và hôm nay là mình sẽ cần là 300g đậu phộng nè các bạn. Đậu phộng này là đậu phộng chưa có rang nhé. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ có những cái gia vị để mình rang mắm tỏi ngày hôm nay. Thì mình sẽ cần là một muỗng canh muối. Muỗng canh muối này làm để mình rang cái đậu phộng của mình lên. Rồi mình cũng sẽ có 30ml nước mắm nè các bạn. 30g đường. Và đây là tỏi phi thì mình cần là 20g tỏi phi nha. Rồi mình sẽ cần là 2 muỗng canh dầu ăn nè, 2 cái trái ớt băm, 4 cái tép tỏi mình băm cho nó nhỏ ra như thế này. Và đây là nửa muỗng cà phê tiêu và nửa muỗng cà phê ớt bột. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình làm liền cái món đậu phộng rang mắm tỏi cực kỳ ngon luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt một cái chảo lên bếp để mình rang cái đậu phộng của mình lên đó các bạn. Mình sẽ cho 300g đậu phộng mình vào trong cái chảo này, và mình cho vào đây là một muỗng canh muối nha. Mình sẽ rang với cái lửa vừa thôi các bạn, vừa nhỏ nhỏ thôi. Mình sẽ rang cái đậu phộng này nè với muối. Mình rang từ từ. Đó, mình sẽ rang như thế này nè các bạn, với cái lửa vừa nhỏ nhỏ. Thì mình sẽ rang nó khoảng 15 cho tới 20 phút thì cái đậu phộng của mình á nó sẽ vàng đều và nó sẽ giòn, nó ngon, nó thơm lên đó các bạn. Còn nếu như mà các bạn nào mà không có muốn mình rang trên bếp như thế này nó mất thời gian lâu quá thì các bạn có thể cho vào một cái dĩa, mình rải cái đậu phộng này nè. Nó vàng đều ra trên cái dĩa và mình bỏ vào microwave, mình bấm khoảng 3 phút hoặc là 3 phút 20 giây. Tùy theo cái lò microwave của các bạn á, nó to hay nó nhỏ, công suất của nó, thì mình sẽ có một cái mẻ đậu phộng rang rất là ngon, tiện lợi nữa. Rồi nãy giờ mình rang với cái lửa vừa nhỏ nhỏ các bạn, thì cái đậu của mình á, nó đã vàng lên, nó đã thơm, nó chín giòn lên rồi. Bây giờ mình sẽ đổ nó ra rổ để mình loại bỏ những cái muối nằm đọng ở dưới đáy của chảo này ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt một cái chảo lên bếp như thế này, mình cho vào đây là 2 cái muỗng canh dầu ăn nha các bạn. Rồi mình cho 4 cái tép tỏi mình băm cho nó nhỏ ra. Mình vào mình phi cho nó thơm lên á. Khi tỏi của mình nó thơm lên là nó vàng lên rồi, mình sẽ cho nước mắm vào 30ml nước mắm nha, 30g đường cắt trắng. Rồi mình cho 2 cái trái ớt mình băm nhuyễn các bạn, cho nó vào. Nửa muỗng cà phê ớt bột và nửa muỗng cà phê tiêu mình cho vào luôn. Mình nấu cho nó sôi lên nha. Khi mà cái hỗn hợp này nè các bạn, cái sốt này nè, nó sôi lên thì mình sẽ cho cái đậu phộng rang hồi nãy mình cho nó ra rổ, và mình để cho nó rớt những cái muối đó các bạn. Rớt bỏ, mình loại bỏ muối đi nha. Và bây giờ mình sẽ rang cái đậu này nè với cái lửa nhỏ trên bếp đó các bạn, để cho cái gia vị á, mắm đường á, nó thấm vào trong cái đậu phộng của mình. Các bạn nào mà mình thích ăn ớt nhiều á, nó cay thiệt nhiều á, thì mình có thể thêm ớt bằm vào nhé. Mình rang cái đậu phộng này nè các bạn, khi nào mà nước sốt nó bám đều và nó rút vào trong cái đậu phộng á của mình á, nó có màu đẹp lên và rút vào hết, thì mình sẽ cho hành phi, tỏi phi vào. Giờ này nó rất là thơm luôn các bạn. Các bạn nhớ nha, mình làm cái lửa nó nhỏ thôi nha. Mình đảo đều tay như thế này. Đó, mình rang một hồi mình thấy cái nước sốt nó rút vào trong cái đậu phộng hết đó các bạn.
Mình sẽ cho 20g tỏi phi vào. Mình trộn đều lên. Rồi bây giờ mình tắt bếp nha. Mình trộn đều lên cho tỏi nó bám xung quanh cái đậu phộng của mình nè các bạn. Rồi mình sẽ cho cái này nó ra dĩa và mình đợi cho nó nguội. À, mình có thể thưởng thức cái món ăn của mình rồi. À, và đây là cái dĩa mà đậu phộng rang mắm tỏi của mình đã xong rồi nè các bạn. À, rất là làm rất là nhanh mà lại đơn giản, nó rất là ngon luôn. À, cái món này nè các bạn, mình ăn nó có vị mặn mặn ngọt ngọt nè, hòa quyện cùng với ớt cay cay nữa, tỏi thì béo thơm nữa, là cực kỳ hấp dẫn luôn. Món này mình có thể làm cho các ông xã ở nhà, mình lai rai với vài cái lon bia, hoặc là các chị em mình có thể là mình nhâm nhi, mình ăn vặt, mình xem tivi, xem phim, rất là tuyệt vời luôn, rất là thích hợp luôn. Nếu như mà các bạn nào mà thích cái món ăn ngày hôm nay của mình á, thì các bạn có thể vào bếp và làm theo cách chia sẻ của mình nha. Mình chúc các bạn làm thành công.